Công ty cổ phần tập đoàn Nam Tiến đã có hơn 20 năm gắn bó tại Lào Cai, khẳng định dấu ấn đầu tư kinh doanh thông qua hàng loạt các công trình, dự án lớn trong các lĩnh vực phát triển hạ tầng đô thị, thủy điện, công nghiệp chế biến sâu tại nhiều địa phương trong tỉnh. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ để duy trì hiệu quả các ngành nghề kinh doanh, tạo việc làm, mức thu nhập ổn định cho gần 500 lao động, công ty đang kỳ vọng, mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ tích cực hơn nữa từ các cấp chính quyền, các ngành hữu quan về quy trình thủ tục trong thực hiện các dự án về phát triển hạ tầng đô thị, thiết thực hướng tới kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh. Chúng tôi đang đầu tư hai cái dự án tiểu khu 3 và tiểu khu 5. Thì cũng gặp những cái khó khăn, hiện nay cũng đang được quan tâm tạo điều kiện, tháo gỡ những khó khăn để các cái dự án đấy đảm bảo cái tiến độ. Và cũng là cái dự án mà mục tiêu của công ty sẽ hoàn thành để năm 2021 là đóng góp chung vào cái việc kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai. Chúng tôi cũng rất là mong rằng trong cái thời gian tới tiếp tục cải cách hành chính để rút ngắn được cái thời gian trong các cái bước trình tự thủ tục. Vì cái thời gian mà thủ tục là nếu chậm thì cũng mất rất nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp. Để tiếp nhận những phản hồi, đề xuất, những kỳ vọng, mong muốn của các cơ sở sản xuất, hợp tác xã và các doanh nghiệp về chất lượng điều hành kinh tế của các cơ quan chính quyền cấp huyện, thị xã, thành phố và các sở ngành trong tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt bổ sung Bộ Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp huyện và sở ban ngành DDCI Lào Cai năm 2020. Thì trước đây thì Lào Cai cũng đã làm Bộ Chỉ số DCI, tức là đánh giá năng lực cạnh tranh của cấp huyện. Như Lào Cai là 9 huyện thành phố. Nhưng năm nay đổi mới hơn là ngoài cái 9 huyện thành phố ra thì cái DDCI của Lào Cai sẽ được đánh giá thêm 25 sở ban ngành của tỉnh nữa. Thế và mở rộng thêm một số những cái chỉ tiêu đánh giá. Và cùng với 9 huyện thành phố và 25 sở ban ngành sẽ được đánh giá cái năng lực cạnh tranh. Và Lào Cai quyết tâm là các huyện thành phố và các sở ban ngành sẽ cùng triển khai cái DDCI để đổi mới và cải cách cái thủ tục hành chính của tỉnh và của huyện. Đây là bộ chỉ số DDCI đánh giá xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp huyện, thị xã và thành phố năm 2020, bao gồm 14 chỉ số thành phần cụ thể. Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các cơ quan cấp tỉnh sẽ gồm 9 chỉ số thành phần cụ thể. Để tập hợp các đánh giá về cảm nhận của các cơ sở sản xuất kinh doanh, các tổ hợp tác xã, các doanh nghiệp về công tác điều hành kinh tế của các cơ quan chính quyền cấp huyện, các sở, ban ngành và lãnh đạo địa phương một cách hệ thống. Toàn bộ công tác điều tra, khảo sát và trực tiếp đánh giá DDCI Lào Cai năm 2020 sẽ được Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cục Thống kê thực hiện. Chủ động nguồn lực điều tra. Nguồn lực điều tra là cái lực lượng bưu điện thì có thể nói là cái lực lượng chúng tôi cho rằng rất đáng tin cậy. Họ điều tra rất tự nhiên. Tức là ngành thống kê thì luôn luôn tìm một cái nguồn lực điều tra mà không chịu tác động. Cái cộng tác viên không chịu tác động của một yếu tố nào tác động đến số liệu, tìm ra được những số ngẫu nhiên tốt nhất để đưa ra được một bộ số liệu phân tích khách quan nhất. Mục tiêu chúng tôi đặt ra như thế. Chính vì thế mà cái DDCI năm 2020 chúng tôi cho rằng là cái chất lượng sẽ đảm bảo kết quả rất tốt. Kết quả điều tra xếp hạng DDCI Lào Cai năm 2020 được kỳ vọng như thước đo đánh giá chất lượng điều hành kinh tế của các địa phương và các ngành của tỉnh. Từ thống kê, đánh giá của bộ chỉ số này là những dữ liệu hết sức quan trọng để các đơn vị địa phương sẽ có những điều chỉnh thích hợp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh thuộc từng lĩnh vực, từ đó đóng góp vào nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh chung của tỉnh.